Quý vị thân mến, mới đây, người dân khu vực xã An Hòa, huyện Châu Thành của tỉnh An Giang xôn xao vì một người dân bắt được một con cá hô nặng 36 kg, được thương lái thu mua chấp nhoáng với giá hơn 13 triệu đồng. Đây là loài cá nằm trong sách đỏ cấm khai thác đánh bắt. Anh Nguyễn Tri Phê, ngụ xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang bắt được con cá này vào khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 12. Chị gái của anh P có tài khoản Facebook là mari Kéo, chia sẻ hình ảnh con cá lên mạng xã hội, lập tức thu hút nhiều người quan tâm. Và chị Marie Kéo cũng cho biết, hiện em trai tôi đã bán con cá cho một thương lái với giá hơn 300.000 đồng một ký, hơn 13 triệu đồng. Theo ông Trần Anh Dũng, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh An Giang cho biết, cá cân nặng 36 kg trong thiên nhiên không phải là hiếm, nhưng đây là loài cá nằm trong danh sách đỏ. Khi ngư dân bắt được phải trình báo với địa phương để có hướng xử lý hoặc là thả ra thiên nhiên. Nếu người dân cố tình giữ lại để cá chết sẽ bị xử phạt, vì đây là loài cá cấm khai thác và mua bán. Còn ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hòa xác nhận có việc ngư dân địa phương bắt được con cá hô 36 kg. Tuy nhiên, do ngư dân bắt được không trình báo nên địa phương rất khó có phương án xử lý.